Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dương Khải Gaming. Dương Khải chúc anh em xem video vui vẻ này. Ở video này thì Khải sẽ soi cao thủ biên áo cho anh em xem. Hiện tại anh này đang bên Long Môn. Và có vẻ nhạc này cũng có long đao nè, đã đứng gần Khải này cũng có long đao mọi người. Cho anh em xem sẽ đồ của ông này như thế nào nha. Hôm nay thì được 277 mạng. Lúc đầu Khải hơn mà giờ sau ông này cũng lên điểm nhanh quá. Chỉ không nói, Khải đứng tập 4. Cho anh em xem sẽ đồ nha anh em, biên áo. Trời ơi, đúng rồi. Đang sử dụng một cái đao tốc độ đánh như thế này thì đạo móc con bà nó rồi anh em. Hèn gì chém phải thốn rồi. Nó hiện tại Khải đang cầm tìm cái đao tóc mà tìm không ra nữa mày. Tại vì có đao tóc thì nó mới đặt móc được. Trời ơi, chém cỡ đó đúng rồi. Hiện tại đang đao tóc 30, đặt móc. Wow, một gia truyền No 1 server. Anh em có thể xem thì ở những video trước thì Khải cũng đã show lên một món đồ No 1 server, đó là gia truyền kim. Đó là gia truyền này nè mọi người. Quá đẹp luôn em ơi. Gia truyền kim, kháng cả 14 No 1 server. Đao thì cũng đặt tóc không còn phải bàn này, cũng dạng hàng No này. Hiện tại đang cái áo 40, 140 sinh lực và nội lực 59. Áo này cũng khá là đẹp. Một con nón chống 40 dòng 1 và kháng hỏa 1 sinh lực cao. Bàn tay làm chậm 40 sinh lực cao, sinh lực nội lực cao. Ngọc bội sinh khí, nhẫn thổ, đai mọc sinh lực cao, nhẫn mọc sinh lực cao, dây mọc. Nói chung là tầm này thì set đồ này thì full mọc này mà kháng lôi khá là nhiều. 28 này, 19 này, 19 này. Kháng cả 14 rồi, anh này kháng lôi trên gần 7x rồi nè. Kèm theo con lôn thì có thể lên 75 rồi. Con lôn thì tầm này kháng đồ 3 món kháng lôi với gia truyền đẹp quá. Đó, cái đao thì mát tóc rồi, khỏi công phải bàn rồi. Gia truyền ở set đồ này, gia truyền vẫn đẹp nhất anh em ơi. Gia truyền quá đẹp, không có gì phải chờ. Gia truyền nó một server luôn anh em. Ngọc bò này chắc là lấy sinh lực nội lực thôi. Hiện tại ngọc bò này cũng không làm vấn đề gì cả, không có lấy kích gì. Ngọc bò này chỉ kích, kích đai lưng. Kích đai lưng kháng lôi 19. Ngọc bò thủy kích, kích mọc từ đai lưng. Và cái mọc này thì được cái đao kích. Chung là anh này được mình là khoảng 45 chậm rồi năm. 45 chậm và 40 chón. Đó. Nếu đi kèm nghe mươi thì cũng đạt lên được 60. 60 chậm, 60 chón. Rồi, nói chung thì chất đồ của Bi Ngáo thì cũng gọi là ok nè. Với cái dây chuyền mắt of No 1 server cho hiện tại bây giờ. Kèm với cái đao cũng No 1 hiện tại luôn. Những cái đao tóc như thế này cũng lại đếm trên đầu ngón tay nè. Khả năng đang tìm một cái đao mà không ra mọi người ơi. Rồi, nói chung thì anh em xem video này đừng quên cho Bi Ngáo một like chia sẻ chơi nha nè.